ngồi dậy. Uống miếng thuốc đi nha. Em ngồi xuống đi. Nè, thuốc á, ráng uống vô đi là hết liền luôn á. Hả? Đúc hả? Hả miệng ra đi. Kỳ quá. Thì đại đi, giờ muốn hết bệnh không? Muốn nhưng mà đúc kỳ lắm, lớn rồi. Nhưng mà đúc đi. Tao mua thuốc về cho mày rồi nè. Tao mua có bong bong nè. Đừng quan tâm, đút tiếp đi. Có dầu nóng nè. Có thuốc tể rồi dung dịch. Tiếp đi. Thuốc này thuốc gì không biết luôn. Ủa mày bị gì ạ? Tao quên rồi. Nữa nha. Ủa tự nhiên sao mày khỏe ra vậy? Không cần thuốc luôn, cần thuốc tiên. Một viên thuốc tiên, một đống vàng khè ở đây. Hèn khỏe gì? Chưa khỏe ơi, hết bệnh rồi. Bệnh không là gì hết, xua đi cái bệnh. Nữa không? Nữa. Hết thuốc rồi. Đứng đây tao thấy thừa quá. Đúng rồi, mày thừa nhất cái nhà này. Bây giờ mày đi đâu đi? Rồi mấy cái bịch này nè, để ở trong đó đi. Để tối về tao băng cái mỏ mày. Hai người cứ tự nhiên nha. Nhà của tôi mà nó đuổi tôi luôn. Đi chơi đi mày. Chán. Tự nhiên cái muốn bệnh nữa rồi. Đốt thuốc uống nữa đi. Nè. Nữa nha, nữa nha. Cứ từ từ thôi, sặc á. Thuốc bổ đường nhiều ngọt quá.